Bản tin không thể tin hôm nay: tua mèo tham quan bảo tàng, trả tiền nước cho vụ trộm không có gì để trộm, in cả sắp hồ sơ xin việc lên ao, trâu cổng chó trên mọi nẻo đường, cô dâu tự cưới không cần chú rể, giếng nước trên đỉnh đồi phun cột nước, kiểu tóc dung dứt hoàn hảo từng mm, hết mưa nhưng vẫn còn ngập, từ chối thu mua vàng miếng bị cũ. Trước giờ chỉ có con người mới được vào bảo tàng tham quan, nhưng nay thì khác. Chuyện là mới đây bảo tàng Thượng Hải Trung Quốc cho phép du khách được dắt theo thú cưng là mèo để được cùng vào bảo tàng tham quan xem triển lãm đồ cổ Ai Cập. Những con mèo cũng rất là sốt ruột khi cùng chủ nhân xếp hàng chờ bên ngoài để được vào bảo tàng tham quan. Vì thế đuôi chúng cứ gãy liên tục và ria mép rung lên liên hồi. Nhiều người nuôi mèo ở Thượng Hải vô cùng phấn khởi khi được phép mang thú cưng của mình tới tham quan bảo tàng, và hào hứng đăng ảnh khoe lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui với cộng đồng mạng khắp đó đây. Hay tin có một không hai này, thậm chí có người cho biết đã phải hoãn lại chuyến du lịch châu Âu để mua vé cho con mèo cưng của nhà mình được vào tham quan một lần cho biết cảm giác tuyệt vời này. Nhân viên bảo tàng cũng đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra hồ sơ tiêm chủng và bảo hiểm của những con mèo để trước khi cho chúng vào tham quan cùng chủ nhân của chúng. Một camera giám sát mới đây ghi lại được toàn cảnh một tên trộm đột nhập vào khách sạn ở Maheshwaram, bang Telangana, Ấn Độ. Đó là điều bình thường, nhưng đáng nói ở đây và gây hài hước cho cộng đồng mạng. Đó là hắn ta sau một màn đột nhập khách sạn để lục tung mọi thứ lên tìm tiền để cướp, nhưng trớ trêu thay là không có thấy một đồng nào cả, đành rút lui về với bàn tay không. Thậm chí hắn còn phải tự móc tiền túi của mình để trả lại phí vào khách sạn nữa. Tình huống trong đoạn phim cho thấy tên trộm đeo mặt nạ, cầm gậy đột nhập vào khách sạn. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm đồ vật có giá trị và mong đợi tìm thấy tiền mặt. Tuy nhiên hắn ta không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị cả. Nhận ra đây là một khách sạn trống trơn. Qua bực bội, tên trộm nhìn thẳng vào camera giám sát và mỉa mai người chủ khách sạn là không có lấy một đồng ruby nào, thật đáng nể. Tên trộm sau đó đã lấy một chai nước từ tủ lạnh và để lại 20 ruby trên bàn trước khi bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi bắt đầu lên học thạc sĩ, Song Jali, 21 tuổi ở Trung Quốc, đã nộp đơn xin thực tập ở nhiều nơi nhưng không được nhận. Lấy cảm hứng từ cách mà người dân quê nhà hay cầm biển quảng cáo ngoài đường, Song đã nảy ra ý tưởng in sơ yếu lý lịch của mình lên áo phông để mang thương hiệu bản thân đi rao khắp nơi. Mặt trước của chiếc áo là dòng chữ tốt nghiệp 2024, đang tìm việc làm, vui lòng xem mặt sau. Mặt sau áo in thông tin về sơ yếu lý lịch bao gồm tên, trường đại học, chuyên ngành, những hoạt động thời sinh viên và kinh nghiệm. Song còn khéo léo in luôn cả mã QR lên mặt sau áo để ai nhận quyển cũng tiện liên lạc. Ý tưởng độc lạ này đã được người qua đường chụp lại đăng lên mạng xã hội và đã gây sốt. Lập tức sau đó có nhiều công ty liên lạc và cuối cùng Song cũng đã tìm được công việc thực tập tại một công ty trong lĩnh vực may mặc về đồ chạy bộ. Nhiều người đã tỏ lời tấm tắc khen Song Charlie là người tài năng trong lĩnh vực tiếp thị. Trong thế giới loài vật, chúng ta cũng bất ngờ với cảnh tượng thú vị và hiếm gặp diễn ra khi con trâu cõng chú chó hết sức dễ thương. Chú chó đứng vững trên lưng trâu,
trông đầy vẻ tự tin và an toàn khi cùng trâu đối mặt với giọt nước. Có bạn là Ngưu Ma Dương, chú chó hãnh diện đứng trên lưng trâu được bạn đưa đi dạo dọc con sông. Không chỉ dưới nước mà ngay cả trên cạn cũng không có sự khác biệt. Được con trâu to lớn cõng trên lưng và bảo vệ, chú chó tỏ ra vô cùng quái dị khi xuống phố. Tuy rất giỏi bắt nạt những kẻ to xác hơn mình, nhưng với đồng loại thì chó cưng lại chịu lép dê một cách khó tin. Nhật Bản đang chứng kiến xu hướng phụ nữ tổ chức đám cưới một mình với bản thân trong vài năm gần đây. Theo đó, ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản chọn tổ chức kết hôn với chính bản thân mà không cần có chú rể. Các cô dâu sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho lễ cưới, từ việc chọn váy cưới, đặt tiệc, mời khách, đến cả chụp hình luôn. Tất cả ở một đám cưới thông thường đều có đủ, nhưng chỉ có điều là thiếu chú rể mà thôi. Thay vì thề nguyện chung thủy với bạn đời, các cô dâu hứa sẽ luôn tự chăm sóc tốt cho bản thân. Có những lý do đằng sau cho xu hướng đám cưới dạng này. Đó là một số phụ nữ cảm thấy mình có thể tự chủ về tài chính và không muốn bị bó buộc vào các vai trò truyền thống trong gia đình, song vẫn muốn hoàn thành ước mơ để cảm nhận được đám cưới như thế nào. Một số khác muốn ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong đời mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều cô dâu lớn tuổi chỉ đơn giản muốn sống lại một phần ký ức thời thanh xuân của mình. Dù được nhiều người trẻ tán dương, song quyết định làm đám cưới một mình của các cô dâu Nhật Bản vẫn nhận không ít chỉ trích. Do đó, một bộ phận người dân nước này lo lắng xu hướng đám cưới một mình sẽ càng khuyến khích việc không kết hôn của giới trẻ, dẫn đến những hệ lụy phức tạp và lâu dài cho xứ sở phù tang. Một giếng nước tại khu vườn của ông Đàm Xuân Hòa ở xã Iakri, huyện Chư Trông, tỉnh Gia Lai đột nhiên phun cột nước cao hàng chục mét khỏi mặt đất. Giếng nước đã được khoan từ lâu ở độ sâu khoảng 100 mét. Thấy giếng ít nước, không đủ tưới cho cây trồng nên ông Hòa đã khoan sâu thêm gần 90 mét nữa để lấy nước tưới. Thế nhưng khi khoan tới độ sâu gần 190 mét thì vẫn không thấy có nguồn nước. Sau đó thợ khoan định kéo máy lên chuyển đi vị trí khác. Ngay tức thì một luồng khí dưới đất phun lên, kéo theo dòng nước cực mạnh từ dưới bắn giọt lên khỏi mặt đất, cao chừng khoảng 20 mét. Thế là ông Hòa kiểm tra ngay và nhận thấy nguồn nước từ giếng phun lên như hơi sương, không có mùi lạ, giống như nước ngọt sử dụng thông thường. Thấy nước từ giếng phun lên quá lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo nhau tới xem. Điều lạ hơn nữa là giếng nước của gia đình ông Hòa được khoan trên phần đỉnh đồi, không phải dưới chân đồi. Phía chính quyền địa phương khi nắm được tin về hiện tượng lạ này cũng đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời cử cán bộ tới hiện trường để kiểm tra, dằn dày cảnh báo. Ủa gì vậy? Trên mạng xã hội xuất hiện một clip về anh thợ cắt tóc bằng sự sáng tạo vượt mọi giới hạn của mình khi dùng mọi loại thước đo quan sát từ mọi góc độ để tạo kiểu tóc vuông vức độc lạ chuẩn từng mm cho nam khách hàng. Sự nhiệt huyết kỹ tính của anh thợ xứng đáng được ghi nhận, nhưng sự chú ý của người xem khi lỡ va vải kiểu tóc có 102 của chàng trai trẻ, bởi không phải ai cũng đủ dũng cảm để quyết định chọn kiểu tóc này. Nani? Đến nay, sau 8 ngày, bão số 2 đi qua gây mưa rất lớn làm ngập úng nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội. Câu hỏi nhiều người quan tâm là tại sao nhiều ngày qua vùng này mặc dù không có mưa lớn, nhưng nhiều thôn xóm ven sông Bùi, sông Tích vẫn bị ngập và trở thành ốc đảo, thậm chí ở giữa làng ngập sâu hơn 2 mét. Một cán bộ chuyên môn lý giải, hiện tượng ngập lụt này là do các hồ thủy điện xả nước mạnh để ứng phó mưa lũ ở thượng nguồn.
cộng với nước sông Hồng dâng cao, đẩy nước sông Đáy dâng theo. Từ đó các sông Tích, sông Bùi cũng bị nghẽn dòng do không còn chỗ thoát nước. Bởi các sông Bùi và sông Tích đều đổ ra sông Đáy, còn sông Đáy thì nhận nước của sông Hồng. Thôn Nhân Lý là nơi ngập sâu nhất của xã Nam Phương Tiến vì nằm giáp sông Bùi, nhiều chỗ nước vẫn ngập gần mái nhà. Con đường bê tông chạy dọc thôn còn ngập gần 2 mét. Hầu hết các hộ dân đều phải đi lại bằng thuyền. Vài tuần nay, nhiều khách hàng muốn đem đi bán loại vàng miếng SJC một chữ có mang số series chứa ký tự một chữ trước dãy số, được sản xuất từ nhiều năm trước, cùng với vàng bị lỗi móp méo đến công ty SJC để bán lại, nhưng đều bị nơi này thẳng thừng từ chối thu mua. Khi người dân hỏi lý do vì sao lại như vậy thì các nhân viên ở đây đều không thể giải thích được nguyên nhân, khiến cho nhiều người quan mang lo lắng. Được biết mỗi năm công ty SJC đều thu mua vàng miếng bị móp méo, rồi xin ngân hàng nhà nước cấp phép gia công lại để tiếp tục bán ra thị trường. Thời gian gần đây công ty SJC đã xin cấp phép, nhưng lại không biết khi nào ngân hàng nhà nước mới cho phép mở xưởng để dập lại loại vàng này. Ồ, sao lại phân biệt vàng mới và vàng cũ vậy ta? Trong khi vàng thì đang khan hiếm, thậm chí còn có cảnh tranh giành nhau để mua nữa. Và vàng luôn là loại tài sản mang tính cất trữ thì đương nhiên phải cũ chứ. Cái này lạ lắm đó nha bà con. Nani?